thêm ca dương tính COVID-19, thợ đốt đồng ca ở quận 9 nhập cảnh chui, phát hiện đường dây đưa người nhiễm COVID nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Theo Tuổi Trẻ, chiều ngày 29 tháng 12, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã có kết quả xét nghiệm của thanh niên tên K nhập cảnh chui về quận 9. Theo đó, người này dương tính với COVID-19. Cũng theo ông Đức, trước khi có kết quả ca dương tính, cơ quan chức năng đã cho cách ly những người tiếp xúc gần với K. Kết quả xét nghiệm bước đầu những người này đều âm tính. K nằm trong nhóm 6 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam vào sáng sớm ngày 24 tháng 12, gồm bệnh nhân 1440 tỉnh Vĩnh Long, bệnh nhân 1451 quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh, người phụ nữ tên N ở Đồng Tháp đã có kết quả dương tính với COVID-19 vào sáng ngày 29 tháng 12, một người tên V ở quận Nhất và một người tên T ở huyện Hóc Môn. Trong nhóm 6 người này, trừ V ở quận Nhất và T ở huyện Hóc Môn có kết quả âm tính lần 1 với virus corona chủng mới SARS-CoV-2, 4 người còn lại đều dương tính. Trong đó, người được phát hiện sớm nhất là bệnh nhân 1440 sau khi nhập cảnh trái phép về Việt Nam và về nhà ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Anh được người nhà đưa đi khai báo và được phát hiện dương tính với COVID-19 vào ngày 26 tháng 12. Trên đường đi, bệnh nhân 1440 và người phụ nữ ở Đồng Tháp tách ra để về miền Tây. Còn lại tiếp tục về Thành phố Hồ Chí Minh, gồm H, ngụ quận 5, V, quận Nhất, T, huyện Hóc Môn và K, quận 9. Sau khi nghe tin bệnh nhân 1440 dương tính với COVID-19, H mới ra khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả cũng dương tính. Qua truy vết, cơ quan chức năng tìm ra T và V và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính lần 1, riêng K mãi đến đêm 28 tháng 12 mới được tìm thấy. Ông Đoàn Tấn Bủ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp yêu cầu lực lượng công an nhanh chóng điều tra, lập hồ sơ xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, mang dịch bệnh từ bên ngoài vào địa phương. Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Long sẽ xem xét khởi tố vụ án hình sự liên quan đến bệnh nhân 1440. Vụ án này liên quan đến rất nhiều địa phương, hiện nay công an Vĩnh Long đang điều tra, nếu đủ yếu tố sẽ khởi tố vụ án, nếu bị can đủ điều kiện cũng sẽ khởi tố, Đại tá Huỳnh Thanh Mộng nói. Theo nguồn tin của Zin, trước khi qua Myanmar, bệnh nhân 1440 ở cùng với hai phụ nữ tại Malaysia. Hai người bạn cùng nhà với bệnh nhân 1440 sau đó mắc COVID-19. Khi ở Myanmar, bệnh nhân 1440 lo sợ nhiễm SARS-CoV-2 nên liên hệ với gia đình tìm cách trở về Việt Nam. Gia đình ở Việt Nam đã liên hệ được một đường dây, họ đồng ý đưa bệnh nhân 1440 về với giá 50 triệu đồng. Bệnh nhân 1440 cùng người phụ nữ này đón ô tô 16 chỗ tiếp tục di chuyển. Khi đến trạm dừng chân ở Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, người này di chuyển sang xe khác về Lái Vung. Còn bệnh nhân 1440 về nhà ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Bệnh nhân 1440 về Việt Nam cùng với người phụ nữ ở Đồng Tháp. Cả hai sau đó nhập cảnh trái phép qua khu vực ở cửa khẩu Long Bình, tỉnh An Giang bằng ghe. Bệnh nhân và người phụ nữ ở Đồng Tháp đi nhờ ô tô đến thành phố Tân An, Long An sau đó xuống xe. Ngày 29 tháng 12, Bộ Y tế đã gửi thông báo khuyến cáo tất cả các cá nhân có mặt tại địa điểm liên quan đến bệnh nhân 1440 và bệnh nhân 1451 từ ngày 24 tháng 12 đến ngày 27 tháng 12 nhanh chóng liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để kiểm tra sức khỏe. Cụ thể tại Thành phố Hồ Chí Minh, khách sạn Royce, khu dân cư Trung Sơn, đường số 9 Bình Hưng, Bình Chánh, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VB Bank tại vòng xoay Trung Sơn, cửa hàng Mobifone tại 313 An Dương Vương, phường 3, quận 5, cửa hàng trên đường Nguyễn Thị Tân, phường 3, quận 8 từ cầu Chữ Y xuống đường Đặng Chất, quán Ba Chàng Trai, quán Abu số 32, xoẹt 10, Bông Sao, phường 5, quận 8, quán karaoke Su Su 181, quốc lộ 50, phường 6, quận 8, số 423, Lô B, chung cư Sư Văn Hạnh, phường 9, quận 5, nhà thuốc Tây gần bệnh viện 7A, các địa điểm khác tại miền Tây, xe đò Hà Bao 2 đi từ An Giang về Thành phố Hồ Chí Minh, xe 7 chỗ biển số 67A15751, từ tỉnh lộ 957 về Đa Phước, An Giang, trạm dừng chân Minh Phát, huyện Cái Bè, tỉnh Kiên Giang, cổng chào tỉnh Vĩnh Long, tiệm tạp hóa Bảy Cử, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.